quý vị, dịp cuối năm, người lao động xa quê, sinh viên tại các trường đa số đều về quê ăn Tết. Nắm bắt được tình hình này thì kẻ gian thường xuyên lảng vảng quanh khu vực phòng trọ vắng người, theo dõi giờ giấc để chờ cơ hội đột nhập. Nhiều trường hợp gia chủ vừa vắng nhà thì những tên trộm đã bắt đầu phá khóa cửa và chỉ vài thao tác nhanh gọn thì đã nhanh chóng bẻ khóa, ngang nhiên lấy đi tất cả đồ đạc trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh mà chẳng bị nghi ngờ. Và để có cái nhìn cận cảnh hơn cũng như có những biện pháp đề phòng đạo chích khi về quê ăn Tết, mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Đây là hình ảnh vụ trộm tài sản ở tỉnh Bình Dương. Những lúc chủ nhà về quê, kẻ gian đã dùng bạt che kín phía trước để tránh sự chú ý, rồi dùng hàng cắt khóa cửa vào nhà để lấy đi tivi, dàn âm thanh và một số tài sản khác. Trong hình ảnh này, nhóm thanh niên dùng đoạn bẻ khóa cổng trộm xe máy tay ga để ngoài sân của một gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục bẻ khóa xe và mở cốp để lục lọi tài sản. Phát hiện có camera ghi hình, một tên trộm tìm cách vô hiệu hóa. Trong khi các đối tượng xấu vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, thì gia chủ nơm nớp lo sợ bị trộm vía những ngày vắng nhà, đặc biệt là dịp Tết. Khu vực gần mình sống nó cũng bị mất trộm rất là nhiều. Tết về thì các bạn chỉ bóp cái cổ khóa lại thôi. Đó, rồi Tết lên thì mất gì thì cũng không biết nữa, rồi mất rất nhiều. Cửa nẻo thì mình sẽ trước khi mà đi mình sẽ khóa kỹ lưỡng hơn. Còn đồ đạc thì mình sẽ không để đồ giá trị lại. Chỉ để những cái món mà dù mất thì mình cũng không có tiếc lắm. Cày gỡ mái tôn, bẻ khóa cổng, đột nhập khi gia chủ vắng nhà. Những thủ đoạn này tuy không mới nhưng lại rất phổ biến. Thời điểm trước và trong Tết luôn là dịp làm ăn béo bở của các tay đạo chích. Lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà, sự vắng mặt khi về quê ăn Tết, đi du lịch, trộm cắp nhanh chóng ra tay hành sự. Đối với những cái loại khóa thông thường như hiện nay, kể cả những loại khóa chống trộm thì các đối tượng đều có thể vô hiệu hóa rất là dễ dàng. Camera an ninh thì chúng thường hiện nay các đối tượng trộm cắp thường mặc áo khoác bên ngoài, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín. Và vì vậy mà camera hầu như là bị vô hiệu hóa và không có thể truy xuất được hình ảnh để có thể bắt giữ đối tượng này. Người dân vì quá tin vào camera mà hạn chế đề phòng. Trong khi đó, vào mỗi dịp lễ Tết, số lượng người dân ở các tỉnh lẻ thường về quê khá đông và chỉ còn biện pháp phụ thuộc vào cơ quan chức năng. Ngoài hành động chuyên nghiệp, đạo chích dùng mánh khóe, giả danh người thân, gọi đúng tên chủ nhà, hay sống vì tưởng là người quen nên không đề phòng cảnh giác. Thông qua những cái thông tin mình đọc tìm hiểu trên mạng thì cái người mà ăn trộm của mình thì họ sẽ theo dõi mình, rồi họ có những cái thủ thuật giống như kiểu hacker vậy, người ta có thể đột phá được cái khóa của mình. Những cơ quan chức năng nên là bảo vệ những cái thường xuyên canh giữ để mà làm cho chỗ ở của người dân được an ninh hơn. Cái tài sản để lại thì không phải là những tài sản quá quý giá, nhưng mà những cái tài sản mà các đối tượng trộm cắp có thể đột nhập. Một số những khu nhà trọ mà chủ nhà trọ lại không chú ý đến biện pháp bảo vệ an ninh, không bố trí bảo vệ, không có camera an ninh, không kiểm soát người lạ ra vào thì rất dễ để các đối tượng nó đột nhập. Những vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt là dịp Tết, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiền, vàng, tài sản của người dân không cánh mà bay. Theo các chuyên gia, vào dịp trước và trong Tết, khi người dân phát hiện có dấu hiệu bất thường cần gọi ngay cho chủ nhà, đồng thời báo ngay cho cảnh sát khu vực để can thiệp kịp thời khi có trộm đột nhập hoặc là nghi có kẻ gian đang chuẩn bị hành động. Mặc dù hầu hết gia chủ hiện nay đều lắp đặt camera an ninh, tuy nhiên chức năng lớn nhất của camera chỉ là giám sát mà không thể cảnh báo hay bắt tội phạm. Người dân không nên quá tự tin khi gia đình đã đặt camera, khi nhiều trường hợp đạo chích đã chuyển hướng camera trước khi trộm cắp tài sản. Và do vậy, để phòng ngừa kẻ trộm viếng nhà khi gia chủ về quê ăn Tết dài ngày, thì nhiều chuyên gia an ninh cho rằng người dân nên quan hệ thân thiện, đoàn kết và gắn bó, chia sẻ với hàng xóm nơi mình sống. Khi phát hiện điều gì bất thường, hãy liên hệ đến cơ quan công an để kịp thời giải quyết.